Khoảng cách khu vực mảnh hồ nhỏ này đã càng ngày càng gần. Càng là vào lúc này, tình tự chi thần càng ngày càng cẩn thận. Hắn rất là có kinh nghiệm. Lúc trước ở Đấu La Đại Lục, phàm là sinh sống hồn thú đại rừng rậm. Đâu là càng tới gần khu vực hạch tâm hồn, hồn thú càng mạnh mẽ. Nói như vậy ở nơi này cũng không ngoại lệ. Phàm đoán của hắn là chính xác. Ở tại bọn hắn khoảng cách sừng rậm hạt nhân hố nhỏ này còn có khoảng chừng là 10 km. Trái phải, đột nhiên tình tự chi thần cảm giác được toàn thân có chút ma thúy. Cũng không phải là bệnh trạc trúng độc, mà là cảm giác khác nào đó bị lô điện đụng chạm. Ở bên trong vùng rừng rậm này, sương mù lặng yên không một tiếng động đã biến thành màu xanh lam nhàn nhạt. Ở trong thần thú thức này, tình tự chi thần lúc này sương mù màu lam nhạt đã bắt đầu ấp ủ làm điện quang mang màu xanh lấp lóe. Vẻ mặt của điệp thần trở lên nghiêm túc, ở trong cơ thể của hai người hồn lực cấp tốc giao lưu. Tình tự chi thần nhắm lại hai con người, trên trán vật bệnh trì nhãn mở ra. Nắm trong loại trạng thái này, hắn thần thức rõ ràng dò xét mới có thể đạt đến trình độ mạnh nhất. Đi ra đi! Tình tự chi thần lúc này khẽ quát một tiếng, thần thức ý niệm hướng về một phương hướng ngừng tụ. Đang vào lúc này đấy, những nguyên bản màu xanh lam sương mù làm nhạt đột nhiên chuyển thính. Tất cả xung quanh phảng phất ở trong trước mắt này đã biến thành sấm sét, hoặc nói là sấm sét rừng rậm. Nguyên bản đầm lầy rừng rậm này biến mất không còn tăm hơi, hết thảy đều đã biến thành sấm sét. Từng đạo sấm sét khủng bố cột sáng thô to thẳng đến phương hướng tình tự chi thần của mỗi điệp thần oanh kích mà đến. Dày đặc khác nào từng đỏa núi như là ngọn núi vây, lực áp bách to lớn, lực bộc phát khủng bố cũng trong phút chốc này bộc phát ra. Sấm sét thật là mạnh mẽ. Tình tự chi thần lúc này không khỏi nhìn mà thán thở. Năng lực sấm sét cường thịnh như vậy, hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng vậy thì là như thế nào đây? Một tầng thần thức ý niệm cường thịnh ở trong nháy mắt này từ trong cơ thể của hắn bắn ra, sau đầu bảy hào quang quang luân bay lên, cấp một khí tức thần đế đột nhiên tỏa ra, không có bất kỳ đẹp đẽ, chỉ là thần lực cường thịnh này đem chính mình của mỗi điệp thần bao phủ ở bên trong, mạnh mẽ gánh vác từng đạo sấm sét to lớn công kích. Cứ việc thần lực nhanh chóng tiêu hao, nhưng không có một tia sấm sét nào có thể tiến vào trong phạm vi lồng ánh sáng thần lực này. Hai mắt tình tự chi thần lúc này híp lại, đáy mắt lơ sâu xa tỏa ra một tia ý niệm cường thịnh. Tay phải của hắn giơ lên, một đạo kiếm khí màu lam đậm này trong nháy mắt phóng lên trên trời, càng là một thoáng sấm sét liền cắt xa bên ngoài. Cứ việc những sấm sét này ùa lên, muốn thông qua kiếm khí màu lam đậm này trực tiếp truyền đến trên ngực của tình tự chi thần, nhưng màu lam đậm phảng phất nuốt chửng tất cả. Sau lưng của tình tự chi thần hiện ra một vệt quang ảnh màu trắng, quang ảnh cấp tốc này trở lên ngưng tụ, ở trên người tỏa ra sóng thần lực lượng kỳ cường thịnh. Ánh mắt của nàng ở trong suốt mà lạnh lẽo, dung nhan tuyệt mỹ nhìn qua là cao quý như vậy, xinh đẹp thậm chí là không thấp hơn điệp thần. Kiếm khí màu lam đậm lóe ra một cái rồi biến mất, ở lên nó đi qua giữa bầu trời từng đạo sấm sét diễn nhiên như vậy mà động lại ở giữa không trung, tạm thời không cách nào tiếp tục oanh kích tình tự chi thần cùng với thần lực nữa. Keng một tiếng hống cũng là ở bên trong, chu vi sấm sét ở trong nháy mắt này yếu bớt mấy phần, cách đó không xa, một thân ảnh khổng lồ cũng thuận theo lùi lên. Đó là một con chiều cao vượt qua hơn 2 mét, toàn thân đều xâm hiến vì là màu lam sẫm, sau lưng có vô số sinh vật sừng nhọn nhô ra, ở trên trán còn có 3 cái nhất sắc to lớn, mỗi một cái đều dài hơn 1 mét, toàn thân điệu quang vần quanh. Thế nhưng mà vừa nãy một chiều kiếm chém đánh bên kia, hắn một cái mọc sừng đã bao trùm lên bằng xương. Tình tự chi thần năm đó ngang dọc Đấu La Đại Lục, năng lực chủ yếu có hai loại, lực lượng tinh thần cùng với băng, cực chí chi băng. Ở thần giới là không có băng thần thần vị, băng cùng với thủy đồng nguyên, chỉ có thủy thần. Nhưng nếu như có băng thần, như vậy thì tình tự chi thần chính mình đều kiềm nhiên, tuyệt đối không vấn đề ở chút nào. Cực chí chi băng vừa nãy một chiều kiếm tên là Tuyết Đế Tam Tuyệt. Mà ở sau lưng tình tự chi thần lúc này tái hiện ra chính là hắn lúc trước ở Đấu La Đại Lục trên đồng bón, một vị tu luyện tiếp cận 70 vạn năm, hồn thú cấp độ mạnh mẽ, băng thiền tuyết nữ. Hồn thú chịu quy tắc thần giới ảnh hưởng không cách nào tu luyện thành thần tiến vào thần giới. Thế nhưng mà băng thiền tuyết nữ kể cả một ít hồn thú khác do nhiều nguyên nhân cùng với tình tự chi thần hòa làm một thể, trở thành một lần nữa cũng là tự thần sức mạnh. Ở tình huống như vậy, bọn họ rốt cuộc siêu thoát ra nhân gian hạn chế, đi tới thần giới, rốt cuộc nắm giữ thân phận của thần giới. Bọn họ hiện tại kỳ thực đã là từng cái cá thể, dù cho là giờ đi của tình tự chi thần cũng có thể ở thần giới tồn tại. Đương nhiên tiền đề là không nên bị thần giới ủy viên hội phát hiện. Dù sao thì bọn họ hiện tại cũng tương đương với là thân phận của thần thú.
Coi như phát hiện ra cũng không có gì, chỉ cần tinh tự chi thần có thể chứng minh đối với bọn họ lực lượng trưởng khống, cũng là miễn cưỡng có thể bị thần giới ủy viên hội tán thành. Đương nhiên thì thần giới ủy viên hội chính là hải thần nắm quyền ở bên dưới thần giới ủy viên hội. Tinh tự chi thần triển khai ra băng cực vô sóng chính là lúc trước băng thiền tuyết nữ tam tuyệt đại học. Băng thiền tuyết nữ còn có cái tên dễ nghe gọi là tuyết đế. Ở đấu la đại lục, nàng là tình tự chi thần thần hồn, mà tiến vào thần giới này chính là đồng bọn của tình tự chi thần. Lôi long, điệp thần lúc này kinh ngạc nhìn sinh vật cái to lớn kia, hầu như là bật thốt lên. Lôi long, một loại sinh vật này, tình tự chi thần cũng đã từng nghe nói, chúng nó là sấm sét của con cưng, hơn nữa ở trên người còn có huyết thống long tộc. Lúc trước ở Long Thần dẫn sát xa đông đảo thần thú làm loạn, lôi long một mạch đã từng xuất hiện ra mấy vị cường giả. Thần giới tạo thành phá hoại tương đương không nhỏ, ngay sau đó lôi long bị thổ thần lợi dụng đại địa chỉ lực đem đánh giết, loài thần thú nguyên bản chỉ là vào lúc đó mới tồn tại. Trang thần giới chiến tranh giống như là không có gì sạch sẽ, làm sao sẽ có lôi long xuất hiện? Một loại ý nghĩa không tốt, làm cho tùy theo xuất hiện ra trong lòng của tình tự chi thần, xem ra lần này động tác hủy diệt chi thần tự hồ là không có đơn giản như vậy. Ở trước mắt con lôi long này, hình thể vẫn không tính là quá lớn, cùng với lúc trước những cá thể lực lượng thậm chí có thể tiếp cận được cấp 1 thần đế lôi long, vẫn không đảo ngũ cứ. Lôi long lúc này rít gáo, sau lưng từng cây sừng nhọn càng là bắt đầu ngưng tụ ra từng viên quả cầu sét khổng lồ. Mỗi một quả cầu sét này đều hiện ra là màu tím đậm. Ở bên trong điện quang khác nào lưu vân kịch liệt cận sóng, sóng thân lực lượng khủng bố trong nháy mắt bốc lên. Thậm chí ở trong khu vực này, bầu trời đều đã biến thành một mảnh lôi vân. Sắc mặt của tình tự chi thần bất biến, hắn thân là cấp 1 thần đế, đương nhiên sẽ không sợ lôi long. Thế nhưng mà ở nơi này khoảng cách khu vực hạch tâm đã rất gần rồi, lỡ như bị bên trong lôi còi phát hiện ra thì là mình cùng với điệp thần, đó mới là thật sự phiền phức. Dù cho là dùng ngón chân suy nghĩ, hắn cũng có thể đoán được trông coi nhạc phú, nhạc mẫu thần đế chỉ là chỉ ít cũng là cấp 1. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ở trong mắt tình tự chi thần lúc này, thần quang bắn mạnh. Sau lưng của hắn, tuyết đế cùng với hắn tâm ý tương thông, thân hình phiêu đi, ở trong nháy mắt lấp lóe mà ra. Khác là ở trong nháy mắt này sờ đi như vậy, sau một khắc tuyết đế liền xuất hiện ra ở trước mặt của lôi long. Một đạo bích bóng người màu xanh lục càng là từ chân người của nàng tách ra, hai tay hai nữ tường nắm, thân hình xoay tròn một cái, một đạo băng lam của bích lục dung hợp lại cùng với nhau, cột sáng to lớn trong nháy mắt này bắn mạnh ra. Nhiệt độ xung quanh kịch liệt giảm xuống, nguyên bản xốp đầm lầy mặt đất này ở trong nháy mắt liền bị đông cứng kết liễu. Khi thế lừng lấy lệch ở trong phạm vi ngàn mét, hết thảy thực vật tất cả đều bịt kín một tầng băng sương. Nhiệt độ thấp này khủng bố cũng ở trong chớp mắt đã đến cực hạn. Sau đầu của tình tự chi thần lúc này, thần quang luân và lúc lúc này đã hoàn toàn biến thành băng màu trắng. Độ không tuyệt đối, hắn năng lực cường đại nhất phạm vi thuộc tính băng. Cảm nhận được nguy cơ đến, sau lưng của lôi long lúc này, từng viên một quả cầu sấm sét tốc độ bắn mạnh ra, lỗ lừng chống đối với tình tự chi thần thả ra hai mỹ vị nữ kia liên thủ công kích. Thế nhưng mà khi những quả cầu sét công một đạo cột sáng to lớn màu xanh này đụng chạm, ánh xúc sấm sét khủng bố, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt này đóng lại. Ở trong nháy mắt đó, phảng phất không gian cũng đã ngừng tụ. Phải biết rằng ở thần giới là không tồn tại loại năng lực nào phá tan không gian này, chứ không phải là muốn thoát ly thần giới mà đi, nhưng cùng với thần lực cực kỳ là khổng lồ mới có thể làm đến. Nhưng lệnh không gian tạm thời đóng lại, nhưng là cấp 1 thần đế mới có thể đạt đến thực lực như vậy. Từ chân người của tuyết đế lúc này tách ra bích lục thiếu nữ tên là Băng Đế, nàng cũng đã là hồn thú, tên là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, là sớm nhất tùy tùng tình tự chi thần tồn tại. Lúc này nàng sử dụng thần kỹ tên là Băng Tuyết Nhị Đế Chỉ Kiều Ngạo, tình tự chi thần lúc này thuộc tính băng mạnh mẽ nhất thần kỹ. Băng cùng với tuyết sao hóa, độ không tuyệt đối tăng cường, hoàn toàn đem thuộc tính băng thần kỹ triển khai đến cực hạn. Bất kỳ thuộc tính chỉ cần vận dụng đến cực hạn đều có hóa thứ tầm thường này thành thần kỹ địa phương, huống chi là thuộc tính băng vốn là thuộc tính nước diễn hóa ra mà đến trạng thái mạnh mẽ. Thủy chí nhu ngưng kết thành băng, liền đã biến thành chí cương, ở trong quá trình chuyển hóa này bắn ra năng lực khổng lồ, liền gọi là nhiệt độ. Lôi long tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với tình tự chi thần không chút lưu tình ra tay, vẫn là một thoáng liền hiện ra sự chênh lệch. Thần thú nhân vật mạnh mẽ nhất cũng chính là tương đương với cấp 2 thần đế đỉnh cao, trước mắt lôi long này chính là như vậy, nó như thế nào đi nữa cũng không cách nào đột phá hạn chế.
Cột sáng 5 màu xanh lục này lóe ra, khi tất cả một lần nữa trở lên rõ ràng, một viên tượng băng khổng lồ cũng thuận theo xuất hiện ra ở vị trí của lôi long lúc trước. Ở trong không khí, nguyên tố sét thoát ly ra khống chế, cấp tốc khôi phục lại bình thường, giữa bầu trời lôi vân cũng đã lặng yên tản đi. Băng tuyết hai đế lúc này hóa thân thành hai đạo lưu quang, một lần nữa xung nhập vào trong cơ thể của hắn biến mất không còn tăm hơi. Hít sâu một cái, tình tự chi thần lúc này hướng về bên người của điệp thần gật đầu, thân hình của hai người lấp lóe, lần thứ hai xung nhập vào trong không khí biến mất không còn tăm hơi. Trước sau hai lần gặp nán, bọn họ đều lấy tốc độ kết thúc chiến đấu, coi như là đầu của lôi long, tình tự chi thần cũng không có đem đánh giết, chỉ là dựa vào độ không tuyệt đối này có thể đưa nó đông lại. Đương nhiên loại đông lại cũng phong ấn cũng không khác nhau gì cả, muốn từ bên trong tránh ra tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Sức sống của lôi long mãnh liệt chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ở thần giới, trừ phi là có cực đoán thâm cửu đại hận, bằng không dù như thế nào cũng sẽ không đánh giết đối phương, hủy diệt thần đế. Vì lẽ đó lúc trước thần thú phản loạn, đại lão thần giới mới để cho thần giới các thần ghét cay ghét đắng như vậy. Suốt cuồng đến phụ cận hồ nhỏ này, tình tự chi thần lúc này kéo điệp thần dừng bước lại, thần thức hướng về trong hồ nhỏ quét hình. Hồ nước lúc này trong suốt nhưng cũng không thấy đáy, dưới hồ nước màu lam đậm này giống như là có vực sâu vô tận. Khi mà tình tự chi thần đem chính mình thần thức dò vào trong đó thì càng thêm rõ ràng phát hiện ra điểm này. Nhìn qua hồ nhỏ không lớn nhưng cực kỳ là thâm thúy,